Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám xét bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Đức, sinh năm 1990, thường trú tại 1A trên 1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán phần mềm gián điệp điện thoại di động trên hai website. Phần mềm này khi được cài đặt vào điện thoại di động có thể đánh cắp thông tin cá nhân như tài khoản ngân hàng, tài khoản email, Viber, Zalo, Facebook, các giao dịch internet banking có thể bị kiểm soát mà chủ thể không hề hay biết. Ngoài ra phần mềm này còn ghi âm bí mật nội dung cuộc đàm thoại, nghe gọi. Đáng lo ngại toàn bộ thông tin dữ liệu của các máy điện thoại bị cài đặt phần mềm nghe lén này được chuyển đến máy chủ lưu trữ tại nước ngoài. Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.